Chào mọi người, mình là Trung. Bây giờ mình đang quay cần câu của kênh cần câu Nhật Bãi nha mọi người. Cần câu Nhật Bãi, mọi người biết rồi, mình là Trung bên kênh máy khoan viên cũ, nhưng mà mình đang kinh doanh thêm cái mảng cần câu máy câu, mà mình muốn tách biệt riêng ra để cho mọi người khỏi nhập nhằng giữa video này video kia, nên mình làm luôn cái kênh khác này. Đây, mình với bạn Bình bên kênh máy khoan cũ thì hai anh em làm chung cái kênh này nhé. Đây mọi người xem và ủng hộ giùm mình nhé. Đấy, mọi người cố gắng coi riêng biệt hai kênh, đăng ký kênh để xem được video mới nhất nha mọi người. Đây. Đây là hôm nay thì mình có bao nhiêu cái cần đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 cái cần. Đấy. Cần rút có, cần hai đốt có. Đấy. Cần tay có, cần máy có nha mọi người. Rồi. Thì thật ra thì mình cũng không biết câu, mình cũng chưa am hiểu lắm về cần câu này. Thì mình bán thì ở dưới mình có để mọi người cứ comment và hỗ trợ cho mình về vấn đề kỹ thuật, về thông số của cần máy nha mọi người. Đấy, mọi người cứ, mình rất hoan nghênh mọi người hỗ trợ mình thêm về các kiến thức đấy. Còn giờ mình có thể nói được cái gì thì mình sẽ nói ở đây nhé. Trước tiên đây là cái cần này. Cần này thì mình cũng có đo qua thử rồi. Cần đây, cân nặng của nó là 100 gram, cân nặng 100 gram, 100 gram nhé. Còn chiều dài của nó là, để mình thử coi, chiều dài của nó hình như là 1m6. Đấy. Chiều dài 1m6 nha mọi người. Cân nặng 100 gram, chiều dài 1m6. Đấy, này, cho mọi người coi. Đấy. Chiều dài 1m6. Cái đọt của nó thì là 0,7 ly nha mọi người. Đọt của nó 0,7 ly. Thu vào ngắn nhất là 1 mét. Thu vào ngắn nhất 1 mét. Đây, mình cho mọi người coi khuyên này. Đấy. Đầy đủ khuyên nha mọi người. Đấy. Rồi, con này con số 1. Đấy, mình biết gì mình sẽ nói đấy. Là cái bát để giữ, mình thì hay gọi là cái đế gắn máy, nhưng mà chắc từ chuyên môn thì thấy mọi người gọi là đây là cái bát, thì mình cũng gọi là cái bát. Đây, bát này để gắn máy nha mọi người. Đấy, này. Bát này bóc vặn nè. Đây. Đấy. Bộ này bộ số, cần này cần số 1. Đấy. Cần này mình bán 130.000. Cần này 130.000 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo cái cần này. Cần này cái cán dưới nó bằng tre mọi người. Cán dưới bằng tre này. Đấy. Cần này cần hai đoạn. Đấy, mình cứ để sợi xù cái tiết cọc lại nhé. Đấy, này, gắn vào đây. Đấy. À. Cần này, này, cân nặng là, cần này dài 1,5 mét, dài 1,5 mét, cân nặng là 100 gram nhé. Còn đột của nó thì đột ngọn của nó thì là 6 ly. Đó, 0,6 ly nha mọi người, 0,6 ly. Đấy. Chiều dài thu vào, mình thu hai cái này vào thì ngắn nhất là 1,06 m nha mọi người, 1,06 m. Đấy. Mình cố gắng đo rồi cân thử, đo đọt, đo chiều dài để báo cho mọi người nhé. Đấy. Đấy. Khuyên đầy đủ này. Khuyên mình thấy đầy đủ này. Đấy. Cần này cần số 2. Số 2 này, cần này bán 150.000. 50.000 nha. 150.000 nha mọi người.
Tiếp theo cái cần số 3 đây, cần này để cho mọi người coi trước nhé. Đây này. Đấy, khuyên đầy đủ khuyên nha mọi người. Đấy. Còn hít quay nhé, hít quay. Đấy. Đấy. Này, mình đo rồi. Con này cân nặng của nó là 240 g, 240 g. Đọt của nó có tiết kiệm là đọt của nó là 0,63 ly, 0,63 ly nhé. Chiều dài của nó vươn ra là 2,7 m, thu vào là 90 phân nha mọi người, thu vào là 90 phân. Đấy, đây, đây này. Mấy đoạn? 1 2 3 4 5 đoạn nha mọi người. Đấy. Này số 3. Số 3. Cái cần này bán 230.000. 230.000 nha mọi người. Đấy. Sao mình bán có rẻ quá không ta? Đây. Tiếp theo cái cần này. Đây qua nha mọi người, cái cần này đây qua nhé. Đây qua. Và mình nói luôn với mọi người là cần của mình tất cả đều bãi Nhật cho dù xuất xứ nè, China, Thái Lan, Korea, Indonesia. Đấy nha mọi người, đều là hàng bãi Nhật cả. Đấy, dùng ở thị trường Nhật này mọi người biết rồi, nó chất lượng tiêu chuẩn nó đều của Nhật không à. Đây này mọi người thấy chưa. Đấy, nó có khuyên ẩn đồng hồ. Đấy, đầy đủ khuyên nha mọi người. Đấy. Mấy cái khuyên này thì có như cái, mấy cái này khuyên là có nứt một tí nhé. Đấy. Khuyên có nứt nhé. Đấy. Nứt bể. Đấy. Con này rồi, để mình được coi thử cái này. Cái này cân nặng là 120 g, cái đọt của nó kích thước là 0,5 ly, không biết 5 ly. Chiều dài của nó là 3 m, thu vào ngắn nhất là 86 phân nha mọi người, 86 phân. Đấy. Này là số 4. Số 4 này mình bán với giá 300. Số 4 300 nha mọi người. Số 4 300. Số 3. Không, số 3 này bán nhầm giá rồi nhưng mà mình vẫn để như thế này cho mọi người nhé. Tiếp theo là cái cần này đi. Đây, tiếp theo cái này. Cái này cho mọi người. Này. Này. Khinh thân nha mọi người. Này. Bát Fuji này. Bát giác Fuji này. Đấy. Đấy. Mọi người coi. Đây này. Đấy. Khuyên nha mọi người. Đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn. Đấy. Cần này dài 3,6 m. Cần này dài 3,6 m nha mọi người. Cần này dài 3,6 m. Cân nặng là 320 g, 320 g. Thu vào ngắn nhất là 1 m, còn lại đọt của nó là 1,2 ly nha mọi người, đọt là 1,2 ly. Đấy. Này cái số 5.
số 5 này mình bán 400. Số 5 400 nha mọi người. Tiếp theo cái cần này, cái cần hai đoạn này, đấy cần hai đoạn, đấy, cần hai đoạn nha mọi người, ngoài hình này cho mọi người coi luôn, hai đoạn đây, chỗ này hơi sức cước cái dây nhựa cột tí, mọi người về cột thêm vào nhé. Đây khuyên là chỗ này mắc một cái khuyên, đấy mắc một khuyên, chắc chỗ này cũng có cái khuyên hay sao nhưng mà mình thấy mắc rồi, đấy không có nhé. Hôm nay cái này thì cân nặng là 220 gram, 220 gram. Đây, chiều dài của nó 1m8, thu vào là 90 phân nha mọi người, thu vào là 90 phân, còn đọt là 0,9 ly nhé, đọt là 0,9 ly. Đấy, cây này cây số 6. Cây này số 6 nha mọi người. Số 6. Cây này mình bán 201. Số 6 201 nha mọi người. Số 6 201. Tiếp theo là cái này. Cái này đi, cái này nha mọi người. Đấy, cái này rất là đẹp nha mọi người. Đây, đấy, đầy đủ khuyên luôn. Đấy, rất là đẹp nha mọi người. Giữ đạo ở đây này. Đấy, à, cái này thông số của nó như thế này, cân nặng là 1,140 gram, đọt của nó là 0,6 ly nhé, chiều dài là 3 mét, thu vào ngắn nhất là 87 cm, là 87 cm, nhưng mà thu vào ngắn nhất là 87 cm, còn chiều dài á là 3 mét nha mọi người. Cái này là số 7. Đấy, cây này mình bán 350.000. Số 7 350.000 nha mọi người. Tiếp theo cây này. Đây, cây này là cây cần đơn, không gắn máy nha mọi người. Đơn không gắn máy. Đây, đọt đầu của nó đây. Đấy, 2 đoạn, 3 đoạn, 4 đoạn, 5 đoạn, 6 đoạn, 7 đoạn tất cả. Cần rút có 7 đoạn nha mọi người. Cần rút 7 đoạn. Đấy, đây. Cần này cần đai hoa nha mọi người, cần đai hoa này. Đây, cần này á, cân nặng của nó là 320 gram, đọt của nó là 0,92 ly. Đây, không phải à, không phải, cái đọt của nó là 0,6 ly, đọt là 0,6 ly, chiều dài của nó là 5m3 nha mọi người, 5m3, thu vào ngắn nhất á là 92 cm. Đấy, 92 cm nhé. Này số 8. 8. Cần này mình bán 350.000. 350.000 nha mọi người.
Tiếp theo là cây cần này. Cây cần này cũng cần đơn nha mọi người, cần đơn. Đấy. Đấy. Hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn tất cả nha mọi người. Cần đơn, năm đoạn. À, để mình đọc cái thông số cho mọi người. Cái cặn này nặng 180 g, độc của nó là 0,5 ly, nó dài 4,4 m, dài 4,4 m nha mọi người, thu vào ngắn nhất là 1 m, thu vào ngắn nhất là 1 m nha mọi người. Đấy, dài 4,4 m. Đây là cây số 9. Cây này mình bán 270 nghìn, 270 nghìn nha mọi người. Tiếp theo, cây này cây Ryobi, cần Ryobi Made in Korea này. Đấy, Ryobi Made in Korea. Cái cần này đó. Đây, rất là đẹp nha mọi người, cái cần rất là đẹp. Đây, viên đầy đủ này. Ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn. Cần rất là ngon, mình thấy cái cần này ngon, mình rất là thích cây này, nhìn mới nữa, sơn còn bóng loáng à. Đấy, này, mới. Đấy, mình coi thông số nè, cái cần này nặng 280 g, độc của nó là 0,8 ly, chiều dài của nó là 5,4 m, thu vào nó nhất là 1,03 m nha mọi người. 1,03 m. Chiều dài của nó 5,4 m lận. Cái này cái số 10. Số 10. Cái này mình bán 400. Số 10 400 nha mọi người. Tiếp theo cái gần này. Đấy. Gần này nhé. Này, này là vừa đây. Đây, cần số 10 nhé. Đây, cần số 11 này. Cần 2 đoạn. Cần số 11 là cần 2 đoạn. Cần này là của thằng này đây, fan người lát gì đây, đây. Cán như này nó bọc gỗ nha mọi người, hai đoạn nha, hai đoạn đầy đủ khuyên nhé, hai đoạn đầy đủ khuyên, một khuyên, hai khuyên, ba khuyên, bốn khuyên, năm khuyên, sáu khuyên, bảy khuyên. Đấy. Rồi, mình đọc thông số luôn. Cây cần này cân nặng của nó là cân nặng của nó là 160 g. Đây. Độc của nó là 1 ly 2 nha mọi người. Độc 1 ly 2. Đấy. Chiều dài của nó là 2,2 m, thu vào nó nhất là 99 cm nhé, 99 cm. Đấy. Cây này là cây số 11. 11. Cây này đáng 190 nghìn. Đấy. Là 190 nghìn nha mọi người, 190 nghìn, số 11. Rồi, số 11 này cũng kết thúc những cái cần trong video này của mình rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng cây này dùng mình là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy. Tại vì mình đang làm việc giữa hai cây, mình làm vừa làm máy khoan nữa đây nha. Sắp tới mình sẽ dành thời gian quay nhiều cần cao, soạn nhiều cần cao với máy cao để cho mọi người lựa chọn nhé. Mọi người cố gắng đăng ký kênh để theo dõi
và xem kịp thời nhé. Sắp tới sẽ có nhiều hàng hơn để cho mọi người lựa chọn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.